Người Việt dùng hàng Việt, dừng Toyota, Honda, iPhone, Samsung, hãy là VinFast, VSmart, Bphone. Các chuyên gia đánh giá rất cao chất lượng các sản phẩm như xe hơi VinFast, điện thoại VSmart, Bphone của Việt Nam, trong khi giá thành lại phải chăng. Người tiêu dùng nên thay đổi tư duy xính ngoại sang dùng các sản phẩm Việt. Việc tập đoàn Vingroup trở thành đơn vị đầu tiên sản xuất máy thở made in Việt Nam và có thể sắp tới BKV cũng tham gia cung ứng sản phẩm này cho thị trường Việt Nam trong cuộc chiến chống Covid-19 khiến nhiều người Việt chúng ta nghiêm túc suy nghĩ và ủng hộ người Việt dùng hàng Việt. Thực tế, theo nhiều chuyên gia đánh giá, các sản phẩm ô tô VinFast hay điện thoại VSmart Bphone của Việt Nam đều có chất lượng tốt, giá thành phải chăng, mẫu mã đa dạng phục vụ người Việt, đủ sức cạnh tranh cao đến thị trường và không thua kém gì so với các sản phẩm ô tô của Toyota, Honda hay điện thoại của iPhone, Samsung. Trao đổi với chúng tôi về chất lượng các dòng sản phẩm ô tô VinFast của tập đoàn Vingroup, chuyên gia Nguyễn Thanh Hải, hay còn gọi là Hải Car, cho rằng bản thân ba dòng sản phẩm ô tô VinFast như Fadil, xe sedan VinFast Lux A2.0 và SUV VinFast Lux A2.0 là những sản phẩm tốt, các nhà cung cấp tốt nhất, các chi tiết, linh kiện và vật liệu cao cấp nhất, là loại tốt bậc nhất trên thị trường. Ông Nguyễn Thanh Hải nói rằng, Vingroup mang một thương hiệu cao cấp đem về thị trường Việt Nam bán với giá bằng một nửa BMW kép. Một phẩm cấp như thế bán với mức giá như vậy là rất được rồi. Bản thân sản phẩm đã sòng phẳng cạnh tranh với các hãng xe trên thế giới, thậm chí là có tính cạnh tranh cao. Chuyên gia Nguyễn Thanh Hải lấy ví dụ như xe Fadil, xe nhỏ nhưng được trang bị tốt nhất, mạnh nhất ở phân đoạn thị trường. Trong khi hai mẫu xe Lux không phải là các sản phẩm thường thường bậc trung mà nó thỏa mãn được nhu cầu cao hơn của người dùng, thể hiện ở hai điểm chính là tính năng vận hành của xe và trải nghiệm không gian cao cấp. Chuyên gia Hải Car nhấn mạnh, tôi nói như vậy không hề cảm tính mà là lý tính. Chỉ có những ai có định kiến về hàng Việt mới thiếu tin tưởng, nếu không để cạnh tranh song phẳng thì chất lượng các dòng xe này đã quá tốt rồi. Nói về các dòng điện thoại VSmart của Vingroup, anh Trương Ngọc Dương, một reviewer công nghệ nổi tiếng, cho rằng VSmart là dòng điện thoại mới nổi của Việt Nam, cạnh tranh tốt ở phân khúc giá rẻ. Reviewer Trương Ngọc Dương đánh giá rằng, trong quá trình sử dụng điện thoại VSmart, tôi thấy rằng ưu điểm là tập trung vào giá thành phổ thông nhưng cấu hình lại rất cao. Hiện tại họ đang chia làm một số phân khúc tầm 2 triệu trên một sản phẩm như VSmart Joy 3. Với mức tiền ấy, rất ít sản phẩm của hãng nào có cấu hình tương tự như vậy, trang bị lại rất hào phóng như pin khủng 5000 mAh, tặng sạc nhanh đi kèm, chip Snapdragon 632, màn hình 6,5 inch. Ở tầm cao hơn nữa, ta có VSmart Life hướng về cấu hình cao hơn, VSmart IT 3 hướng tới thiết kế so với các sản phẩm cùng giá. Đồng thời, anh Trương Ngọc Dương cũng cho rằng các dòng sản phẩm của VSmart hiện nay rất ổn. Bởi trong số liệu gần nhất của GfK, một trong những công ty đo lường hàng đầu của Đức, họ đo được tỷ lệ phần trăm doanh số của VSmart tại Việt Nam là khá lớn, từ 16 đến 17%. Đánh giá về Bphone của BKV, reviewer Trương Ngọc Dương cho biết Bphone có giá hơi cao, tuy nhiên đấy cũng là mức giá hợp lý. Nguyên nhân nằm ở việc đây là một trong không nhiều điện thoại có khả năng kháng nước, kháng bụi, tính bảo mật rất cao. Hơn nữa, bản Pro của Bphone có khả năng nghe nhạc tương đối tốt. Các dòng sản phẩm điện thoại phù hợp với đại đa số người tiêu dùng Việt Nam về mặt giá cả, tôi thấy VSmart phù hợp với đại đa số hơn. Còn đối với Bphone, có ưu điểm về chất xám và việc họ nghiên cứu từ A đến Z nên tôi đánh giá cao và giá trị của Bphone nằm ở thiết kế, kháng nước, kháng bụi và bảo mật. Camera cũng tương đối tốt. Những ý kiến của các chuyên gia cho thấy các dòng sản phẩm của các doanh nghiệp Việt Nam có chất lượng tốt, được đầu tư cao mà giá thành lại rẻ hơn nhiều so với các sản phẩm của các hãng nước ngoài. Nhiều người Việt Nam xính hàng ngoài khi đi xe ô tô Toyota, Honda, dùng điện thoại của iPhone, Samsung, nên thay đổi tư duy tiêu dùng, chú trọng, ưu tiên đến những sản phẩm do người Việt Nam sản xuất. Người Việt dùng hàng Việt, hãy dừng Toyota, Honda, iPhone, Samsung, mà thay vào đó là VFast, VSmart, Bphone. Bởi lẽ, trong tình cảnh đại dịch Covid-19, các ông lớn nước ngoài có dám mạnh dạn chuyển hướng sản xuất máy thở hỗ trợ Việt Nam không? Hay lúc này vẫn là doanh nghiệp trong nước như VFast, VSmart và sắp tới là BKV? Dù công ty ô tô Toyota Việt Nam hay Honda Việt Nam đã ủng hộ số tiền 10 tỷ đồng để góp phần chống dịch Covid-19, tuy rằng tiền ủng hộ ít hay nhiều đều là rất đáng quý, nhưng lúc này lại cần máy thở nhiều hơn bởi có tiền cũng không mua được máy thở. Trong khi việc chuyển hướng sản xuất máy thở không phải là chuyện dễ dàng, bởi máy thở là một thiết bị hết sức phức tạp, sử dụng phần mềm tinh vi, các bộ phận đặc thù và những công ty sản xuất chúng cần phải bước qua một số rào cản như luật sở hữu trí tuệ, công nhân được đào tạo đặc biệt cũng như các giấy phép theo quy định để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, các doanh nghiệp Việt Nam bằng tinh thần dân tộc, trách nhiệm đối với xã hội đã quyết tâm bước chân vào lĩnh vực hoàn toàn mới để có thể cung cấp đủ máy thở cho Việt Nam điều trị cho bệnh nhân trong thời điểm đại dịch diễn biến phức tạp. Nói có tiền không làm được máy thở cũng đúng. Nếu không có tinh thần dân tộc, không đặt sức khỏe của người Việt lên hàng đầu,
Do vậy, việc Vingroup BKV chuyển hướng sản xuất máy thở, thiết bị hỗ trợ là việc làm mang tính ý nghĩa nhân văn sâu sắc với người dân Việt Nam. Bởi vì nếu không có tấm lòng yêu nước với nhân dân, không doanh nghiệp nào có thể sản xuất máy thở ở thời điểm này khi tên tuổi của họ không cần đánh bóng. Thời điểm này cũng không phải là thời điểm sản xuất để kinh doanh sinh lời. Việc sản xuất không mang lại lợi nhuận mà mang giá trị xã hội sâu sắc như Vingroup sản xuất xong, hỗ trợ 5.000 máy thở không xâm nhập đầu tiên tặng cho Bộ Y tế để kịp thời chống dịch với tổng kinh phí dự kiến lên đến 110 tỷ đồng. Ngoài 5.000 máy thở tặng Bộ Y tế, doanh nghiệp này dự kiến sẽ cung cấp các thiết bị này cho Bộ Y tế với đúng giá thành linh kiện và không tính tất cả các chi phí vận chuyển, thuế các loại, chi phí nhân công, sản xuất và giá thành. Khi các doanh nghiệp Việt Nam đã hết mình vì cộng đồng, vì người dân, người tiêu dùng Việt Nam cũng nên thay đổi tư duy tiêu dùng sang dùng các sản phẩm do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất, vừa được sở hữu những sản phẩm đảm bảo chất lượng, giá thành phải chăng, vừa thể hiện được tinh thần người Việt dùng hàng Việt. Truyền hình Đồng Tháp, Tâm Đức, kiến thức.net.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Thiết kế website chọn gói chỉ từ 1.800.000 đồng, tặng hosting và tên miền miễn phí 1 năm, thiết kế logo theo yêu cầu từ chỉ với 300.000 đồng. Đăng tin bán bất động sản lên 100 website nhà đất hàng đầu Việt Nam với chỉ 300.000 đồng tại các trang bấtđộngsản.com.vn, chợ tốt, mua bán .net, 5giây.com, VOZ Forum. Liên hệ Zalo 0978106552, thiết kế webchuyền.com hoặc thông tin chi tiết trong phần mô tả dưới video này. Một lần trả lời báo chí nước ngoài vào năm 2014 về mục tiêu kinh doanh, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã thẳng thắn khẳng định ông cố gắng phát triển Vingroup lớn mạnh là để làm đẹp cho đời. Năm 2017, sau khi ông lần đầu lọt vào top 500 người giàu nhất thế giới do tạp chí Forbes bình chọn, câu hỏi ấy đã được lặp lại trong bài phỏng vấn của báo Thanh Niên. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng chia sẻ rõ ràng hơn. Mục tiêu của...